Tức là nhà em có rất nhiều phòng, 4 phòng, nhưng mà chỉ ở 2 phòng thôi. Nhưng mà đối với má em thì là phòng không bao giờ có gọi là gõ cửa và không có khóa bao giờ. Có nghĩa là vợ chồng em đang thăng hoa chẳng hạn. Mình quên ngay cái thỉnh thoảng có nước là mình quên cho anh. Có đi cà phê không? Trời ơi, mà má em còn dừng 3 giây, à không phải 3 giây, phải được 1 phút đấy anh. Người ta thì đóng cửa luôn đi không má em. Phải coi chứ. Thì ăn không? Phải coi, coi nó làm cái gì chứ đúng không? Chồng em đứng hình luôn 10 giây, ông chồng em thôi thôi dẹp dẹp dẹp. Rồi bây giờ kể từ đó có làm khóa được không chị?